Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất. Liên tiếp gặp sự cố tại giải đấu thành Biathlon, xe tăng nga không tốt như quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, tại giải đấu thành Biathlon đã diễn ra, xe tăng chiến đấu chủ lực T72B3 của nga đã phát sinh vô số lỗi kỹ thuật, cho thấy chất lượng của chúng không được như những gì mà Moscow tự tin giới thiệu. T-72B3 là chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực, được xác định là xương sống của lực lượng xe tăng thiết giáp Nga những năm đầu thế kỷ 21. Chúng được quảng cáo là có tính năng kỹ chiến thuật rất tốt và độ bền cao. Những lời có cánh trên không gây ngạc nhiên cho giới chuyên gia quân sự, bởi từ lâu xe tăng Nga vẫn được đánh giá rất cao, thậm chí là nắm giữ nhiều ưu thế trước các đối thủ cạnh tranh. Nhưng tại giải đấu Thanh Bathlon đã diễn ra, chiếc T-72B3 đã cho thấy chất lượng của chúng không được như những gì mà người Nga giới thiệu khi liên tiếp phát sinh lỗi kỹ thuật. Trường hợp điển hình có thể nhận thấy trong bài thi của đội tuyển Việt Nam 3 ngày hôm qua, các lỗi kỹ thuật xảy ra liên tiếp đã làm bài thi của chúng ta bị kéo dài tới hơn 7 phút. Sự cố đầu tiên là việc sau khi hoàn thành hai phát bắn đầu tiên, bộ phận quay của tháp pháo xe tăng Việt Nam điều khiển đã gặp sự cố và gây ra hiện tượng giật cục, không thể ngắm chính xác. Sau khi đã cần tới sự trợ giúp kỹ thuật, sang tới bài bắn mục tiêu là bia mô phỏng xạ thủ B41 thì kính ngắm của súng máy đông trục lại tiếp tục phát sinh lỗi kỹ thuật, khiến cho kiếp xe không thể tác xạ chính xác. Đây là những sự cố về phần điện và thiết bị điện tử của xe tăng nên không gây ra quá nhiều khó khăn. Mà dù vậy, các đội khác lại chẳng được may mắn như Việt Nam. Trường hợp đội tuyển Iran là một ví dụ rõ ràng nhất. Chiếc T-72B3 mà họ điều khiển đã bị cháy động cơ ngay khi mới bắt đầu bài thi, gây hư hỏng nặng và phải thay xe mới. Mà dù đúng là đội tuyển Iran đã quên mở nắp tản nhiệt, nhưng việc động cơ xe tăng quá nóng khi mới bắt đầu chạy cho thấy chất lượng hoàn thiện những chiếc T72B3 này rất có vấn đề. Quay lại năm 2018, chiếc T72B3 do đội tuyển Kazakhstan điều khiển đã bị long cả tháp pháo chỉ sau vài đoạn đường vượt chướng ngay vật cô ghề chứ chẳng va chạm với bất cứ một chiếc xe tăng nào khác. Điều đó cho thấy chất lượng đáng báo động của các xe tăng T72B3, xương sống của lực lượng tăng chất giáp Nga hiện nay, vì dù sao, chúng cũng là xe cũ tuổi đời trên 20 năm được tân trang lại. Sự cố trên cũng làm nhiều người nhớ đến vụ tai nạn xảy ra với chiếc T72B3 tại cuộc thi Thanh Biathlon năm 2015 khi nó bị vỡ toát cả giáp trước sau khi hút phải cọc bê tông. Giáp trước là vị trí đáng lẽ phải vô cùng chắc chắn để chịu được đạn xuyên giáp chống tăng của đối phương. Vậy nhưng ở đây nó lại bị hạ gục dễ dàng bởi chiếc cọc bê tông. Phần giáp trước của chiếc T72B3 này có độ dày không hề được như Nga quảng cáo. Chất lượng thép cũng rất tồi và bị so sánh là làm bằng gang xám có đặc tính giòn. Nếu như gặp phải tình huống chiến đấu thực tế, các kiếp xe tăng T-72B3 sẽ khó lòng sống sót trước hỏa lực của kẻ thù. Qua các sự cố trên, chúng ta có thể thấy lỗi đều có phần của con người, nhưng chất lượng, đô bên của xe tăng thì đúng là cần phải xem lại. Vì lâu nay khí tài quân sự của Nga nổi tiếng về đô bền và sự ổn định. Nếu không có cả lợi thế này thì xe tăng Nga sẽ không cạnh tranh được với các nước khác như là Mỹ, Pháp, Israel, thậm chí là Trung Quốc. Tuy rằng trong cuộc thi xe tăng được vận hành tới mức tối đa, hết công suất cũng là nguyên nhân dẫn đến các hỏng hóc. Tuy nhiên, tất cả lý do đều không thể biện minh cho một thực tế. T-72 đã lối thời, dù nó là dòng xe tăng chủ lực, xương sống của Nga. Do vậy, dù sớm hay muộn, Nga cũng phải thay thế và hy vọng T-14 Amata có sức mạnh thật sự, chứ không phải chỉ là khoe khoang, quảng cáo mà kết quả lại như T-72. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!